Laudetur Jesu Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 4 gồm có. Trước hết là bản tin. Kế đến là một cập đức giáo hoàng. Và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ kính mời quý vị cùng Giancarlo và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. của các thiếu nhi và thiếu niên trong đàn thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha Vatican trong các bài suy niệm trạng đảng thánh giá sẽ được Đức Thánh Cha hướng dẫn vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay các thiếu nhi và thiếu niên trình bày các chứng từ của các em với sự đơn sơ và cụ thể có sức mạnh chạm vào lòng người lay động và khiến mọi người phải suy nghĩ mong muốn một thế giới công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người mời gọi tự vấn và hoán cải các bài suy niệm trong đàn thánh giá năm 2021 của Đức Thánh Cha đã được ủy thác cho các thiếu nhi và thiếu niên của giáo sứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma và một nhóm hướng đạo sinh Ajeski Foligno I soạn thảo. Cùng với các em được cư trú tại hai mái ấm ở Roma, những người vẽ các tranh minh họa, các thiếu nhi và thiếu niên này sẽ đọc các bài suy niệm và cùng với Đức Thánh Cha ngắm đàn thánh giá tại quảng trường Thánh Phaero. Các trẻ em cũng như người lớn có những thánh giá trong cuộc sống của các em. Đó là nỗi sợ hãi bóng tối, sự cô đơn, đó là kinh nghiệm về những giới hạn của bản thân, bị bạn bè trêu chọc, bỏ rơi. Nỗi đau khổ khi cha mẹ cãi vã và chính tranh lạnh. Các em cũng nhận ra thánh giá của những người bạn đồng trang lứa trên thế giới, đang không có cơm ăn áo mặc, không được học hành, bị bóc lột và bị buộc phải trở thành những người lính thiếu niên. Nhưng các em tin tưởng Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi các em. Các em xin Chúa giúp sức để vác thánh giá của mình như Chúa đã bác thánh giá của người. Các em lần liệt suy niệm về việc một người bạn vô tội bị kết án rước sự thiếu can đảm của những người khác để làm chứng cho sự thật. Những hành động vô tình nhưng gây tổn thương cho người khác. Kinh nghiệm thất bại về tình yêu của người mẹ. Cử chỉ đón nhận người khác như đón tiếp Chúa Kitô. Một cử chỉ nhỏ nhưng giúp người khác cảm thấy bất cô đơn việc hy sinh điều gì đó cho người cần hơn, việc giúp đỡ một người bạn sai lầm, nỗi cơ đơn trong thời đại dịch, niềm vui từ việc cho đi, một giáng sinh phục vụ người nghèo, Chúa Giêsu tha cho người tội lỗi hoán cải, đau khổ khi ông nội bị Covid và ra đi biển biển, cảm ơn Chúa Giêsu đã dạy yêu thương. trong lời nguyện kết thúc, những người lớn xin được trở nên như trẻ nhỏ, cần mọi thứ, mở lòng với cuộc sống. Tiếp đến, họ phó thác tất cả trẻ em trên thế giới cho Chúa, để các em có thể càng lớn lên, càng thêm khôn ngoan và ân sủng. Và cuối cùng là lời cầu nguyện cho các phụ huynh cũng như những nhà giáo dục, để họ cảm thấy kết hợp với Chúa trong việc trao tặng sự sống và tình yêu. Các bài suy niệm đàn thánh giá này do Đức Thánh Cha chủ sự tối thứ sáu tuần thánh có thể được tìm thấy trên trang đầu của website Vatican News tiếng Việt. Giáo hội Sri Lanka kêu gọi cấm các nhóm cực đoan. Sri Lanka, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã thúc giục chính phủ nước này cấm các nhóm cực đoan hồi giáo có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Trong tuyên bố hôm 29 tháng 3 của tổng giáo phận Colombo, được ký bởi Đức Hồng y Mark và các giám mục phụ tá, các giám mục và linh mục của giáo phận kêu gọi chính phủ xác định các nhà tài trợ và thuyết giáo nước ngoài gieo rắc hận thù và trục xuất họ khỏi đất nước. Chúng tôi kêu gọi thu giữ các loại vũ khí được cho là đã nhập lậu vào nước này và khẩn trương tịch thu các nguồn tài chính, tài sản và bất động sản được dùng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Tuyên bố cũng nhắc lại vụ tấn công và lễ phục sinh hai năm trước, cho đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngày 21 tháng 4 năm 2019, chín kẻ đánh bom liều chết còn liên hệ với nhóm cực đoan Hồi giáo địa phương National Tawhid Jamaat đã tấn công ba nhà thờ Kitô giáo và ba khách sạn sang trọng khiến 269 người chết và hơn 500 người bị thương. Các giám mục và linh mục yêu cầu chính quyền thực hiện các khuyến nghị trước dịp kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra vụ tấn công. Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng nói rằng không chỉ có những người công giáo bị tấn công bởi những hành động man rợ này, các ngài yêu cầu điều tra từng tận các cá nhân và tổ chức có giao dịch và liên hệ khác nhau với Saharam Hashim, người bị tình nghi là chỉ huy đội cảm tử. Kể từ khi cuộc chiến ở phía Bắc và phía Đông kết thúc, các ngài nhắc đến thiệt hại kinh tế do các vụ tấn công tự sát và khẳng định trách nhiệm của các quan chức và chính quyền để duy trì hòa bình, thực thi luật pháp và chứng minh rằng không có sự trốn tránh luật pháp đối với bất kỳ ai lên kế hoạch thực hiện và hỗ trợ các hành động khủng bố đó. Vào lễ phục sinh, các giáo hội ở bán đảo Triều Tiên cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất hai miền Nam Bắc. Hàn Quốc Tháng 8 năm nay, Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 76 năm thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản hướng đến sự kiện này, hội đồng các giáo hội Kitô ở Hàn Quốc mời gọi các Kitô hữu trong ngày lễ phục sinh liên kết cầu nguyện cho hòa bình và tái thống nhất của bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt sau cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Trong lời cầu nguyện nhân dịp này, các Kitô hữu cầu xin với sức mạnh của Chúa phục sinh chúng con có thể chấm dứt vĩnh viễn sự chia rẽ lâu dài và đau đớn này và hiện thực hóa hy vọng chung sống hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Các Kitô hữu xin Chúa giúp sức để giữ vững tinh thần của thỏa thuận hòa giải, không xâm lược, trao đổi và hợp tác được ký kết bởi hai miền Triều Tiên vào năm 1991. Iwan Sauka, tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, cũng gửi một sứ điệp cho các Kitô hữu trên bán đảo Triều Tiên, thúc giục họ và tất cả những người thiện chí đồng hành với cam kết hòa bình và thống nhất của người dân trên bán đảo này, bất chấp những trở ngại, xung đột và căng thẳng tiếp diễn. Ông nói, Hiệp hội Đại kết sẽ đồng hành với những hành động và lời cầu nguyện của quý vị để loại bỏ mối đe dọa thường xuyên của chiến tranh và đạt được sự chung sống hòa bình. Chúng tôi đồng hành và cầu nguyện cho các bạn với lòng can đảm và sự kiên trì của các bạn, ngay cả khi ánh sáng hy vọng dường như tắt dần. Chiến tranh Triều Tiên là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Trên thực tế, người ta ước tính rằng trong 3 năm chiến tranh, có khoảng 1,4 triệu thường dân Hàn Quốc nửa triệu binh sĩ Triều Tiên và quân tình nguyện Trung Quốc, 225.784 lính Hàn Quốc, 33.629 lính Mỹ và 3.143 thành viên lực lượng vũ trang của 15 quốc gia khác tham gia cuộc chiến dưới cờ của Liên Hợp Quốc để cứu Hàn Quốc khỏi bị xâm lược đã thiệt mạng. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 với một hiệp định đình chiến khiến đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia dọc theo vị tuyến 38 trong hơn 50 năm, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã tích cực dấn thân cho hòa bình và thống nhất của hai miền Triều Tiên. Giáo hội Philippines khai mạc năm thánh Manila Chủ nhật phục sinh ngày 4 tháng 4, Giáo hội Philippines sẽ khai mạc năm thánh, mừng 500 năm kỳ tổ giáo đến đất nước. Để mừng sự kiện quan trọng này, ngoài nghi thức mở hơn 100 cửa thánh của các nhà thờ trong cả nước, còn có nhiều chương trình và cử hành đang diễn ra với một mục đích duy nhất Tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã được vun trồng trong suốt năm thế kỷ qua, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong một thư mục vụ, Đức cha Crispin Quê của Borogan, thuộc tỉnh Sama, nơi đầu tiên tin mừng được loan báo, đã cảm ơn các cha mẹ của các thế hệ trong năm thế kỷ qua vì sự đóng góp vô giá của họ trong việc thông truyền đức tin cho các thế hệ. Đức cha cũng khen ngợi những nỗ lực sáng tạo của các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, giáo dân và nhiều tổ chức tôn giáo trong công cuộc rao giảng tin mừng, mời gọi họ kiên trì đến cùng. Một trong những sáng kiến kỷ niệm 500 năm, những người công giáo trên đảo Homohon, miền trung Philippines, đã trồng 500 cây xanh để kỷ niệm 500 năm ngày Kitô giáo xuất hiện. Cha Christian of Finland, người đã hướng dẫn sáng kiến trồng cây tại giáo sứ Thánh Giovanni Battista nói, Bằng cách này, chúng tôi khuyến khích và nhắc nhở các tín hữu có trách nhiệm và biết quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đảo Homohon là trung tâm của các lễ cử hành của giáo phận Borogan, vì đây là nơi nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan đến vào ngày 16 tháng 3 năm 1521 đánh dấu sự khởi đầu đức tin Kitô ở quốc gia châu Á này. Cũng liên quan đến 500 năm đức tin, các giám mục sẽ tổ chức Đại hội Truyền giáo Quốc tế và Đại hội Truyền giáo Quốc gia lần thứ hai vào tháng 4 năm 2022. Trong những năm gần đây, Hội đồng Giám mục đã tổ chức một chu kỳ chuẩn bị 9 năm từ năm 2013 đến năm 2021 ấn định một chủ đề cụ thể cho mỗi năm với mục đích đào sâu và củng cố đặc tính truyền giáo của giáo hội Philippines. Lễ kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức bởi 10 triệu người Philippines di cư đang sống ở gần 100 quốc gia trên thế giới. Họ chính là những người mang đức tin đến bất cứ nơi nào họ làm việc và sinh sống. Với dân số hơn 108 triệu dân, ở Philippines có hơn 90 triệu người Công giáo, chiếm 86% dân số, trải dài trên 86 giáo phận lễ phục sinh trong thầm lặng của các Kitô hữu ở Nigeria và Syria. Abuja, lễ phục sinh của các cộng đoàn Kitô giáo ở Nigeria và Syria sẽ phải cử hành trong sự kiểm soát của nhóm khủng bố Boko Haram và nhóm thánh chiến Tari Asam. Vì vậy, các cử hành sẽ diễn ra trong thầm lặng, nhưng các Kitô hữu vẫn can đảm không sợ hãi vì tin rằng không có chiến thắng nào mà lại không có đau khổ và không có ngôi mộ trống nào mà lại không có đổi can phê. Họ sẽ cử hành lễ phục sinh như chiên ở giữa bầy sói, khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Mặc dù cách xa hàng cây số, các cộng đoàn Kitô giáo ở Nigeria và Syria vẫn hợp nhất với nhau vì có chung nỗi lo bị tấn công, bắt cóc, phân biệt đối xử và lạm dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Nỗi sợ hãi tăng lên trong những thời điểm như Giáng sinh và bây giờ là Phục sinh. Như chiên ở giữa bầy sói, khôn như rắn và đơn sơ như chim bồ câu là đoạn tin mừng có lẽ hay hơn bất kỳ đoạn nào khác khi nói về cuộc sống của các cộng đoàn này. Tại Nigeria, cha Joseph Bature Fidelis, giám mục coi sóc giáo sứ Thánh Patrick ở Maiduguri cho biết, vào năm 2014, trong cuộc tấn công khủng bố Boko Haram, cha đã chọn ở lại với các giáo dân. Mặc dù như cha nói, tôi đã bị đe dọa hai lần và tôi đã chứng kiến người dân bị giết và bị chặt ra thành nhiều mảnh. Tôi tin rằng những cuộc tấn công này sẽ không thể xóa bỏ đức tin của người dân chúng tôi mặc dù mối đe dọa từ Boko Haram vẫn đeo bám Maidokuri. Nhưng cộng đoàn của cha Joseph đang chuẩn bị cho lễ phục sinh với tinh thần như mọi khi, khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Cha nói, lễ phục sinh và Giáng sinh là những thời điểm thuận lợi cho các cuộc tấn công vì những kẻ khủng bố biết rõ rằng hiện nay việc tấn công của chúng gây tiếng vang. Vì lý do này, chúng tôi rất chú ý đến các cử hành, đặc biệt trong tuần thánh. Vì vậy, trước hết, chúng tôi cần đảm bảo sự an toàn cho các tín hữu chúng tôi ý thức rằng chúng tôi không được ở bên ngoài quá lâu và ở nơi dễ bị tấn công như nhà thờ vì lý do này cho tuyên bố các nghi thức phục sinh sẽ được cử hành một cách thiết yếu và không kéo dài ở phía trước cửa các nhà thờ chúng tôi sẽ có lực lượng cảnh sát với những người trẻ của chúng tôi những người quen biết các thành viên của cộng đoàn tất cả cử hành sẽ diễn ra vào buổi chiều và tuân thủ đầy đủ các quy định chống covid Cha Joseph nói thêm, chúng tôi đã quen với việc chịu đựng tình trạng này, nhưng chúng tôi cũng biết chúng tôi không thể đầu hàng rất sợ hãi. Thử thách thật khó khăn, nhưng chúng tôi phải can đảm vì lễ phục sinh nói với chúng ta về sự chiến thắng của sự sống trên sự chết. Chúng tôi cũng biết rằng không có chiến thắng nào mà không có đau khổ và hy sinh, không có môi mộ trống nào mà không có đồi can vê. Chúng tôi chịu sự bắt bớ này vì chắc chắn rằng hoàn trái cuối cùng sẽ là niềm vui và chiến thắng trong đức Kitô cha lạc quan kết thúc chúng tôi không chỉ bị bao vây bởi cái ác. xung quanh chúng tôi còn có rất nhiều người nhiều anh em của các tín ngưỡng khác những người mà chúng tôi đang xây dựng một tương lai hòa bình và chung sống tại Syria ở Idlib tây bắc Syria có một cộng đoàn Kitô giáo nhỏ chỉ có hơn 210 gia đình sống rải rác trong ba ngôi làng nằm ở thung lũng Orontes Nahiye Yakubie và Ghidaide Cùng với họ có các tu sĩ Francisco là cha Naye, cha Hanan Jalup và cha Nuiya Barat. Họ là các tu sĩ duy nhất còn lại trong khu vực. Tất cả các linh mục ở đó đã chạy trốn sau khi dân quân phá hủy và cướp phá nhiều nhà thờ và nơi thờ phượng. Cha Hanan nói và cho biết, cha đã bị bắt cóc bởi các chiến binh thánh chiến của Zahab Al-Nusa vào năm 2014 cùng với 16 giáo dân khác và sau đó được trả tự do. Tại Inlip, quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga và lực lượng nổi dậy do các chiến binh thánh chiến Tari Asam và quân đội quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đang đối đầu nhau, một tình huống ngăn mọi người di chuyển. Chahanan nói, tất cả các con đường đều bị đóng, chúng tôi không thể rời tỉnh hoặc đến Damas, Aleppo hay Latakia. Điều này càng làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn vì cộng đoàn của chúng tôi gồm những người cao tuổi, nhiều người bị bệnh và cần được điều trị ở nơi khác. Hơn nữa, Covid-19 đã ảnh hưởng đến gần 80% cộng đoàn của chúng tôi. Các tu sĩ giúp mọi người bằng việc cung cấp thực phẩm, giáo dục học đường và tôn giáo, tất cả làm việc trong thầm lặng và theo cha Hanan. Điều này có nghĩa là chung cửa của nhà chúng tôi không được phép reo, chúng tôi không thể mặc áo dòng khi đi ra ngoài. Trên tháp chuông nơi thờ phượng không có thánh giá, các hình ảnh thánh không được trưng bày bên ngoài, các nghi lễ chỉ được cử hành khi các cửa đã đóng. Lễ phục sinh này cũng sẽ như thế. Cha kết luận Mặc dù khó khăn và đau khổ, nhưng chúng tôi ý thức rằng chúng tôi đang sống thời gian đầy ân sủng và chúng tôi muốn chia sẻ điều này với những người thân thiết và những người đã hỗ trợ chúng tôi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ tư tuần thánh 31 tháng 3, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco vẫn có buổi tiếp kiến chung trực tuyến, nhưng ngài đặc biệt dành bài giáo lý để nói về ý nghĩa của Tam Nhật Thánh và việc cử hành mầu nhiệm cứu độ trong cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô để chuẩn bị cho các tín hữu bước vào những ngày cao điểm của đời sống phụng vụ Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, Chào anh chị em! Hòa mình vào bầu khí thiêng liêng của tuần thánh, chúng ta đang đứng trước tam nhật vượt qua. Từ ngày mai đến Chúa Nhật, chúng ta sẽ sống những ngày trọng tâm của năm phụng vụ, cử hành mầu nhiệm thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa. Chúng ta sống mầu nhiệm này mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, không chỉ đi cầu nguyện. Chúng ta đi canh tân, thực hiện lại mầu nhiệm vượt qua này đây là điều quan trọng và không được quên nó giống như thể chúng ta đi lên đồi can vê để sống lại để tái diễn mầu nhiệm vượt qua vào chiều thứ năm tuần thánh bước vào tam nhật phục sinh trong thánh lễ tiệc ly thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly chúng ta sẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó đó là buổi chiều mà Chúa Kitô đã để lại cho các môn đệ chứng tích tình yêu của người trong bí tích thánh thể. Không phải như một kỷ niệm, nhưng là một lễ tưởng niệm, như sự hiện diện mãi mãi của người. Trong bí tích này, Chúa Giêsu đã thay thế lễ vật hy sinh, chiên vượt qua bằng chính mình. Mình và máu người cứu độ chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Đó là buổi chiều mà người yêu cầu chúng ta yêu thương nhau bằng cách phục vụ lẫn nhau như người đã làm khi rửa chân cho các môn đệ một cử chỉ báo trước lễ hy sinh trên thánh giá là lễ hy sinh phục vụ tất cả chúng ta bởi vì bằng sự phục vụ hy sinh người đã cứu độ tất cả chúng ta và thực tế là người là thầy và là chúa sẽ chết vào ngày hôm sau không phải để rửa chân nhưng để thanh tẩy trái tim và toàn bộ cuộc sống của các môn đệ của người Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về ý nghĩa thứ sáu tuần thánh, ngày sám hối, ăn chay và cầu nguyện. Qua các bản văn kinh thánh và các lời cầu nguyện phục vụ, chúng ta sẽ như được quy tụ trên đồi can vê để tưởng niệm cuộc thương khó và cuộc tử nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong sự phong phú của nghi thức phụng vụ, thánh giá sẽ được dương cao để chúng ta tôn kính. Tôn kính thánh giá, chúng ta sẽ sống lại hành trình của chiên con được sát tế vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ mang trong tâm trí và trái tim những đau khổ của người bệnh, người nghèo, người bị vứt bỏ trên thế giới này. Chúng ta sẽ nhớ đến những con chiên bị hiến tế là các nạn nhân vô tội của chiến tranh, chế độ độc tài, bạo lực hàng ngày và phá thai. Trước tượng thiên chúa bị đóng đinh, chúng ta sẽ mang theo trong lời cầu nguyện rất nhiều người bị đóng đinh trên thập giá ngày nay, những người mà chỉ có chúa mới có thể mang lại cho họ sự an ủi và mang lại ý nghĩa cho đau khổ của họ. Ngày nay, có rất nhiều người bị đóng đinh, anh chị em đừng quên họ, Những người là hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Chúa Giêsu ở trong họ. Kể từ khi Chúa Giêsu mang trên mình những vết thương của nhân loại và chính cái chết, tình yêu của Thiên Chúa đã tưới mát những sa mạc này của chúng ta, nó đã chiếu sáng những bóng tối này của chúng ta, bởi vì thế giới đang chìm trong bóng tối. Chúng ta hãy thu thập tất cả những cuộc chiến đang xảy ra vào lúc này, tất cả những trẻ em đang chết vì đói, những đứa trẻ không được học hành, cả những dân tộc bị hủy diệt bởi chiến tranh, bởi khủng bố. Rất nhiều, rất nhiều người, để cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cần đến ma túy. Ngành công nghiệp ma túy đang giết hại, đó là một tai họa, là một sa mạc. Còn có những hòn đảo nhỏ của dân chúa, của Kitô giáo và của bất kỳ niềm tin nào khác, luôn giữ trong lòng ước muốn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta phải đối diện với thực tế. Trong đồ can vê chết chóc này, chính Chúa Giêsu chịu đau khổ trong các môn đệ. Trong khi thi hành sứ vụ, con Thiên Chúa đã gieo vãi sự sống bằng đôi tay chữa lành, tha thứ, làm cho sống lại. Giờ đây, trong lễ hy sinh cao cả trên thập giá, người chu toàn sứ vụ được Chúa Cha trao phó cho người, đi vào vực thẳm của đau khổ, vào những bất hạnh của thế giới này để cứu chuộc và biến đổi nó, và cũng là để giải thoát mỗi người chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, khỏi sự kiêu hãnh có sự phản kháng không để mình được thiên chúa yêu thương. Và điều này chỉ có tình yêu của Chúa mới làm được." Thánh tông đồ Phêrô nói rằng: "Nhờ những vết thương của người mà chúng ta đã được chữa lành. Từ sự chết của Chúa, chúng ta đã được tái sinh và nhờ người bị bỏ rơi trên thập giá, không ai còn cô đơn trong bóng tối của sự chết. Chỉ có điều là chúng ta phải mở rộng trái tim mình và để cho mình được Chúa ngắm nhìn." Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày thinh lặng, sự thinh lặng trên khắp trái đất, một sự thinh lặng được cảm nhận trong sự than khóc và hoang mang của các môn đệ đầu tiên, buồn bã vì cái chết ô nhục của Chúa Giêsu. Trong khi ngôi lời thinh lặng, trong khi sự sống bị chôn vùi trong mộ, những người đã tin tưởng vào người bị thử thách nặng nề, họ cảm thấy đơn côi, thậm chí có thể là những đứa trẻ mồ côi Chúa. Thứ bảy này cũng là ngày của Đức Maria, mẹ cũng sống trong nước mắt, nhưng trái tim mẹ tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu. Mẹ của Chúa Giêsu đã theo con của mẹ trên suốt con đường đau khổ và ở lại dưới chân thập giá với linh hồn bị đâm thâu. Nhưng khi mà mọi thứ dường như đã kết thúc, mẹ vẫn thức tỉnh chờ đợi và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa đấng làm cho kẻ chết sống lại khi làm như thế trong giờ phút đen tối nhất của thế giới mẹ đã trở thành mẹ của các tín hữu mẹ của giáo hội và dấu hiệu của hy vọng chứng tá và lời cầu bầu của mẹ nâng đỡ chúng ta khi sức nặng của thập giá trở nên quá nặng đối với mỗi người chúng ta trong bóng tối của thứ bảy tuần thánh niềm vui và ánh sáng sẽ bùng lên với các nghi thức của đêm vọng phục sinh và bài hát alleluia vui mừng hân hoan đó sẽ là cuộc gặp gỡ trong đức tin với Chúa Kitô phục sinh và niềm vui phục sinh sẽ tiếp tục trong suốt năm ngày sau đó cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đấng bị đóng đinh đã sống lại. Tất cả những thắc mắc và sự không chắc chắn do dự và sợ hãi đều được xua tan bởi mặt khải này. Đấng phục sinh cho chúng ta một điều chắc chắn rằng sự thiện luôn chiến thắng sự ác, sự sống luôn chiến thắng sự chết và mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là ngày càng xuống thấp hơn từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, nhưng là vượt lên trên. Đấng phục sinh là sự khẳng định rằng Chúa Giêsu đúng trong mọi sự, trong lời hứa cho chúng ta sự sống vượt lên trên sự chết và ơn tha thứ vượt trên tội lỗi. Các môn đệ nghi ngờ, không tin. Người đầu tiên tin và nhìn thấy Chúa phục sinh là bà Maria Madalena. Bà là nữ tông đồ của sự phục sinh, người đã đi thuật lại rằng bà đã nhìn thấy Chúa Giêsu và người đã gọi tên bà. Và sau đó, tất cả các môn đệ đã nhìn thấy người. Đức Thánh Cha lưu ý điều này. Các lính canh, binh lính, những người đang ở trong ngôi mộ để ngăn các môn đệ đến lấy xác Chúa. Họ đã thấy người sống và sống lại. Các kẻ thù đã nhìn thấy người, nhưng sau đó họ giả dạ vờ như không nhìn thấy người. Bởi vì họ đã được trả tiền đây là mầu nhiệm thực sự của những gì Chúa Giêsu đã từng nói. Có hai người chủ của thế gian, Thiên Chúa và Tiền Bạc. Ai phục vụ Tiền Bạc là chống lại Chúa. Và ở đây, Tiền Bạc đã thay đổi thực tế. Họ đã nhìn thấy điều kỳ diệu của sự phục sinh, nhưng họ đã được trả tiền để giữ im lặng. Chúng ta nghĩ đến nhiều lần khi các Kitô hữu nam nữ đã được trả tiền để không công nhận trên thực tế sự phục sinh của Chúa Kitô và họ đã không làm những điều Chúa Kitô đã yêu cầu chúng ta các kỳ tố thực hiện. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thanh Cha nhắc lại rằng, năm nay chúng ta cũng sẽ cử hành các lễ phục sinh trong bối cảnh của đại dịch. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, trong nhiều hoàn cảnh đau khổ, đặc biệt trong hoàn cảnh của những người, những gia đình và dân tộc đã bị thử thách bởi nghèo đói, thiên tai hoặc xung đột, thánh giá của Chúa Kitô giống như một ngọn hải đăng chỉ bến cho những con tàu vẫn còn ngoài khơi trong bão tố. Ngài nói, Thánh giá của Chúa Kitô là dấu chỉ của niềm hy vọng, không làm thất vọng, và nó cho chúng ta biết rằng không một giọt nước mắt nào, thậm chí không một tiếng than khóc nào bị bỏ quên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi, "Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn phục vụ, ơn nhận ra Chúa và không để cho mình bị tiền tài làm quên mất Người." Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Trân Đỉnh và Anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo Huấn Vui của Vatican News Tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 38 từ số 147 đến số 149 Và hôm nay thì bài rất là dài luôn ừ. Chắc là mình phải vào luôn không có kiểm tra bài cũ nữa Ủa mà vào là vào đâu? Vào tựa đề luôn À vào bài luôn ok Đúng rồi tựa đề của hôm nay là Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài. Vào luân số 147. Điều này tức là Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Ngài đó. Đòi hỏi một tiến trình có tính sư phạm, một tiến trình bao hàm những sự từ bỏ. Và xác tín này của hội thánh thường bị bác bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì viện lẽ là nó đi ngược lại với hạnh phúc của con người. Thành ra là Đức Benedicto 16 đã đúc kết vấn đề này thật là rõ ràng. Ngài nói rằng là với tất cả những điều răng và những cấm đoán của mình, Chẳng lẽ hội thánh biến điều đẹp nhất trong đời sống Lại thành sự cay đắng hay sao? Ừ, mà chẳng lẽ hội thánh lại thổi phạt ừ. Hay còn gọi là tuyết còi đó ừ. Chính cái nơi ừ. mà niềm vui, đúng không? Ừ. Chính cái quà tặng mà tạo hóa đã ban cho chúng ta đó là ừ. hạnh phúc đúng rồi. À, Làm cho chúng ta cảm thấy nếm trước một cái gì đó Cái hạnh phúc của nước thiên chúa, đúng không? Nếu mà hội thánh mà tuyết còi thì làm gì có giáo hướng vui nữa không? Yeah. Nhưng mà Ngài, tức là Đức Benedicto 16 Ngài đã trả lời rằng Mặc dù đã có những sự cương ừ. điệu và những hình thức khổ hạnh lật lạc trong Kitô giáo nhưng mà giáo hướng chính thức của giáo hội trong sự trung thành với Thánh Kinh không hề bác bỏ nhục cảm theo đúng nghĩa của nó nha nhưng hội thánh đã tuyên chiến với một thứ nhục cảm biến dạng đó, méo mó và bị hủy diệt bởi vì sự thần thánh hóa giả hiệu này của nhục cảm thực ra đó đã tước mất đi phẩm giá thần linh của nó và làm mất luôn cả nhân tính của nó nữa đúng rồi cái nhục cảm và biến dạng đó thì nó làm biến dạng hết tất cả mọi thứ khác đúng, rồi. đúng không nó còn nhục không còn cảm nữa <laughs> rồi hết số 147 trăm mà cậu biết ừ. câu trích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Ủa trích hồi nào? Thì hồi nãy hồi nào là câu của Đức Benedicto 16 đó không? À thì ra Đức Benedicto 16 thì được gọi là Biển Đức 16 đúng không? Ờ à. Loàn quá à Hoàng gì đâu tên gọi Biển Đức là gọi Việt hóa Nếu tôi thuần Việt, à... rồi tôi là người Việt, tôi nói tiếng Việt thôi à... à... Rồi rồi à, Ông có thích nghe tôi hát bài tiếng Việt của Mỹ Tâm không? Thôi ông tự lên nghe đi ha Bài, à... bài này dài tôi không hát nữa tiếng Việt dài tiếng Việt đẹp mà nó đại khái như thế đúng ừ, không đại khái à. dài và đẹp gì đó nhưng mà đại khái á Benedetto như ông nói là tên tiếng Latin, Tinh uhm. đó mà đọc theo kiểu Việt này à kiểu mà bảo tuấn tiếng Việt đọc theo trọng quán là Bộ túng đấy đúng không? Thì đúng rồi á, đúng rồi á, giống như là cái bao đường gạo á Thì sau khi phiên âm chuẩn chuẩn hơn tí á, theo giọng quảng đó, thì phải nói là cái bô đường gỗ À, cái xe đột phải đúng không? Đi xe đột đó, đúng, đúng không? rồi lúc Mà công nhận là dạng quảng núi rưới mà hoa ấy thì Là rang Là giọng quảng nói vậy mà hay á ha, đó À, ôm mà lúc nãy cậu nói câu trích của Đức tính Cha Biển Đức là sao ta? Thôi quên rồi đang nói thì tự nhiên cậu cắt ngang vô họng thế tôi quên rồi thôi được rồi xin lỗi làm gì mà căng đấy không người ta đang nói Mình đi nhảy vô họng mà dễ mất lòng nhau đúng không ủa làm gì mà căng người ta ông không nhớ số trước Đức Thánh cha nói gì à à nhớ 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 nhắc lại cái thôi. gì mà trong đối thoại thì phải biết lắng nghe gì đó ừ. rồi phải để cho người ta nói hết câu gì đó đúng rồi. rồi khi người ta nói thì đừng nhảy vô họng người ta đúng rồi mà nếu có nhảy vô thì phải nhảy ra ngay <laughs> đức thánh cha nó nhảy vô nhảy ra gì ở đây không à không phải cái này là đức thánh cha nói câu đầu còn câu sau nữa là tớ chưa cháy vụ bất nhã với cậu thôi. Đó. được rồi nói chung là lâu lâu cậu mới thuộc bài cũ được lần thì coi như tớ bỏ qua. Đó. tại vì dù sao thì tớ vẫn luôn là người giàu lòng thương xót đó. wow. giờ thì nói về bài này nè, cậu biết là câu trích của đức thánh cha biển đức hay là benedicto 16 đó là chết ở đâu không? à cái này thì tớ biết trời, tớ thuộc nằm lòng rồi. trong thông điệp thiên chúa là tình yêu số 3. Nghe không? cảm ơn cậu, tớ đâu biết tớ, nên tớ mới hỏi cậu á. Đó. đó là phần mà đức thánh cha trả lời cho câu nói của ông chết ra cái gì mà Friedrich Nietzsche, cậu biết ông đó không? Đúng là triết gia nghe cái tên thôi cũng rối nữa, khó đọc quá. Nói chung ông này là triết gia người Đức, đó. Mà ông này cho rằng Tô giáo là đã làm sao cậu biết không? Đầu độc cái eros, mà còn nhớ eros là cái gì không? Eros à nhớ dễ, một từ à, tiếng gì? Hy Lạp đúng không? <laughs> thôi được rồi, nghe nói thế là biết rồi. À, thì nói là eros đi. là một trong ba khái niệm nói về tình yêu, gồm có eros này, philia này, agape. Mà bài tuần trước mình nói đó đó thì trong vấn đề này giáo hội đã tuyết còi cái việc mà chặn hạnh phúc của con người lại ông ấy cho rằng như vậy. cậu cũng biết luôn ha. đó thì đọc giáo huấn vui thì ta cũng phải nghiên cứu chứ đâu phải nói bậy nói bạ nói cày nói bừa được đúng không? trước giờ thì tôi có nghe nói e ẩm rồi e chè rồi bữa nay mới được nghe eros <laughs> rồi rồi Túm lại thì đức thánh cha trả lời sao trong cái vấn nạn này? đó thì ngài nói là giáo hội là không hề bác bỏ cái nhục cảm theo đúng nghĩa của nó nó ừ. là cái eros đó nhưng mà hội thánh đã tuyên chiến với một thứ nhục cảm mang tính chất là biến dạng và mang tính chất hủy diệt. Mà thế nào là nhục cảm biến dạng và hủy diệt không? nghe khó hiểu hơn Có nghĩa là nó hơi méo mó đó, ừ. nó là chỉ chú tâm vào việc thỏa mãn thôi ừ. mà không chú tâm đến việc thăng hoa và hy sinh cho người khác. Nghe cũng có lý mà giờ để coi Đức Thánh Cha có giải thích không hình như là trong số 148 ngày có nói thì phải. Vậy thì vào luôn số 148 ừ. này cần phải có một chương trình giáo dục cảm xúc và bản năng, ừ. Đó, cái này quan trọng này. Ừ, Hai cái chương trình này đáng cổ vũ, á. phải xem ra là phải nhân lên rồi phải phổ biến cho các bạn trẻ, đặc biệt là những cái người mà chuẩn bị vào đời sống hôn nhân. Á. Và những chương trình này á đòi hỏi nhiều khi á là phải lập ra những cái giới hạn của nó. Rồi đức Thánh Cha nói tiếp này, cái việc vui thú thái quá thiếu kiểm soát này á, hoặc là bị ám ảnh bởi một cái kiểu lạc thú duy nhất thì là rốt cuộc như nào? Nó làm suy yếu, nó làm bại hoại cho chính cái lạc thú ấy và nó đe dọa đến đời sống của gia đình. Ờ, mà tôi thấy cũng có lý nha, ông ngôn ngữ tiếng Việt mình hay lắm, lạc thú á, ừ. đó, mà bị phân rẽ ra là thành lạc và thành thú. À, đó. đúng rồi. Nghĩa là méo mó là nó thành là thú lạc, nó là con thú đi lạc. Đó. Và trong những trường hợp như vậy thì người ta thường nói đó, có những ngày buồn như chó dại ừ. chỉ muốn kiếm đại đứa nào cắn chơi. <laughs> đó. Ờ, những có những ngày khó ở trong người, đúng không? Đó. Nhưng mà thật ra Đức Thánh Cha nói rằng người ta có thể hoàn tất một hành trình tốt đẹp với những đam mê của mình bằng cách làm sao? quy hướng chúng mỗi ngày một tốt hơn vào một kế hoạch tự hiến và một kế hoạch hy sinh cho người khác đó và thực hiện sự viên mãn của chính mình. Và điều này luôn làm phong phú các mối tương quan liên vị trong đời sống gia đình. Và điều này thì không có nghĩa là từ khước những khoảng khắc vui thú cao độ. À, vui thú nha, chứ ừ. phải là thú lạc thôi nha. Yeah. Nhưng là hội nhất chúng với những khoảnh khắc khác của sự quảng đại hiến thân, của niềm hy vọng bền bỉ, Ừ, của sự mệt mỏi không tránh được Và thậm chí là của sự nỗ lực để đạt được lý tưởng À, cái này nghe quen quen giống kiểu bài hát Quảng Đại Hiến Dân ấy nhỉ Ờ, à, à, quen quen thiệt Hát thử về câu đi Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa dạy con Biết sông Quảng Đại Biết phụng sự Chúa Như Chúa đang đường phụng sự biết cho đi mà không tính toán biết chiến đấu không ngại thương tích biết làm việc không tìm nghỉ ngơi biết hiền thân mà không mong chờ phần thượng nào hơn là được biết con đang thi hành ý chúa đó chính cái lúc mà quảng đại hiến dân vì nhau đó thì đời sống gia đình nó mới là được gọi là một cái gia đình đáng sống đúng rồi thành ra là hết số 148 này chúng ta có thể kết một câu là gì câu gì cuộc sống con người có lúc lên voi cũng có khi xuống chó <laughs> cái gì mà lên voi xuống chó ở đây ông làm gì mà đúc kết một câu của đức Thích cha mà lên voi xuống chó thì đại khái ý tôi là đã sống thì phải đón nhận tất cả đó à. thăng trầm gì đón nhận hết đó. à. rồi sao và theo lời của Thánh Cha thì á, có lúc lạc thú Nhưng cũng có những lúc đau khổ mình cần hy sinh và đặc biệt phải có hy vọng bền bỉ nữa đó. Trời Trời chẳng liên quan gì đến lên voi xuống chó đây cả Thì đại khái nó cũng có lên với xuống Thì coi như voi với chó nó không hợp Nhưng mà nó có lên có xuống giống như cuộc đời mình có lúc thăng có lúc trầm Đó. À, rồi đồng ý Nói chung là ở đây là cần phải đón nhận Cần phải hội nhập toàn bộ những cái điều Như là vui buồn vào trong cuộc sống gia đình đúng không Đúng rồi Tóm lại là lạc lúc lên voi và cũng cần phải biết nhẫn khi xuống chó đó. Ông thấy tôi văn thơ hay ông gieo vần quá hay luôn Ôi Trời ơi, càng ngày tôi càng cảm thấy cái độ văn chương lầy lội của ông nó càng tăng đó Trời ơi, trình thơ của tôi bữa nay cao rồi ông Ngày xưa người ta có luật bằng chắc xen kẽ Còn hôm nay là tôi luật đó là bằng 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 chắc 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 Nhưng mà ông biết không, nhiều khi tôi cũng phải chịu đựng Nhưng mà giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén nó không có nghĩa là không đau nhá. Ừ. Nghe thơ vậy vật vã ừ. Nhưng mà, nhưng mà Đức dặn rồi đó, phải chịu khó, hy sinh đó. Ừ. Rồi, vào ngày số tiếp theo kiểu tôi là tôi không có kiềm chế được nữa đâu đó gì đâu mới nói vậy máu Ông muốn lên não rồi không cứ từ từ cái này xem ra ông phải đọc lại cái phần mà cái gì mà chương trình giáo dục cảm xúc và bản năng nữa. đó <laughs> rồi nếu mà ông còn không đọc nữa là tôi giờ dạ, thôi được rồi tôi chiều ông đây à, 149 chẳng lẽ giáo huấn vui mà lại đi cãi nhau à, Một số trào lưu linh đạo nhấn mạnh đến sự từ bỏ những ham muốn để được giải thoát khỏi đau khổ. Nhưng mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thích niềm vui và chính xác ở đây Đức Thánh Cha dùng là niềm vui thú của con người. Ừ. Ngài đã dựng nên mọi sự cho chúng ta hưởng dùng như theo thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthê. À. Đó. Trời tôi thấy trong kịch bản ghi một tờ M 6,17 tôi cũng tưởng là tin mừng thứ nhất rồi chương 6 có 17. Trời Cái này tôi cũng phải đi tìm mãi mới thấy đó Đâu có đùa đâu Timothy hay là Timotheo đấy Nó đâu phải đơn okay, giản thôi. Để bữa nào tôi về tôi làm thêm lại khóa đọc Kinh Thánh à. Và Đức Thánh Cha giảng tiếp chúng ta là Chúng ta hãy để cho niềm vui trào dâng trước tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa, khi mà Ngài bảo chúng ta là con à, hãy làm cho đời con được tốt đẹp. Và rằng như sách huấn ca đã nói, ừ. đừng từ chối không hưởng một ngày vui. họ ờ, các đôi vợ chồng được mời gọi là hãy đáp lại thánh ý Thiên Chúa khi họ tuân theo lời mời gọi này của thánh kinh. Thánh kinh nói sao trong sách uh, GV, chắc không phải gò vấp đâu cho là sách giảng viên. À. Uh, ngày gặp may mắn hãy cứ vui hưởng À, nói đến đây tôi mới nhớ đến một câu chuyện Có một chú kia chú ý trúng sổ số Vui vui vui, việc lót, việc lót Bao <laughs> nhiêu tỷ, mấy tỷ, mấy tỷ À, trúng hơn 10 tỷ wow. đó Nhưng mà sau đó chú bảo là cái niềm vui đó nó trào lên nó làm cho cuộc sống thay đổi Ờ, à, đổi sao là bây giờ mình có tiền mà mình xài à. tiền mình vui vẻ mình hưởng lạc đúng không cái đấy gọi là lạc thú đấy đó. À. đó nhưng mà sau đó thì như thế nào sau đó chú ấy cảm thấy rằng là mình bắt đầu than phiền nhiều không? Ừ. than phiền là vợ con không biết nấu ăn ngon như nhà hàng, à. xong rồi con cái thì không như người ta đấy, cái à. như vậy. khi mình có tiền thì mình có quyền đòi hỏi không? À. Sau này á, khi mà tiền nó bớt rồi á, ừ. chú mới nhận ra một điều này. là sắp hết tiền hả? <laughs> trong cái khoảng thời gian đó, chú ấy không có nhận ra được những cái niềm vui nhỏ bé mà trước đây hai vợ chồng trong mấy lúc nghèo khó đó ừ. đã cùng sống với nhau, ừ. như là cái niềm vui mà trồng cái cây cho đến mùa cây nó ra trái, xong đấy. rồi cầm trái đi bán Đấy. hai vợ chồng vui vẻ về một vụ thu hoạch tốt đẹp Đấy. và bây giờ thì khác nữa rồi giờ thì khác rồi bây giờ không có nhận ra được những cái niềm vui nho nhỏ hàng ngày nữa ừ, thành ra người ta mới nói là lạc thú mà khi được thổi phòng thái quá đó thì người ta sẽ quên đi lạc rang thì yeah. <laughs> ngày xưa hai vợ chồng nghèo quá đi răng lạc với nhau ăn chung bây giờ lo ăn uh, cao lương mỹ vị rồi quên lạc rang <laughs> Ôi <laughs> à, da, bó tay rồi Cái này là ông muốn nói đến cái việc mà Nobita với Chai En là cùng một gốc đúng không? Vậy tâm tạng uh, Nobita với Chai En là cùng một gốc Là gốc uh, Noel, đó. À, <laughs> à, OK. Nhưng mà nói tóm lại là nãy giờ tôi với ông là tập vui hưởng cái ngày này đó. Đấy. Và điều quan trọng là phải có tự do để nhận ra rằng Niềm vui thú có thể có những cách diễn tả khác nhau Vào những giai đoạn khác nhau của cuộc sống Chứ không phải nhất ừ. thiết như nhau và phải phù hợp với các nhu cầu của một tình yêu hổ tương. Ủa cái gì mà tình yêu đổ tương ở đây không? Cái gì mà tự nhiên là chuyển qua đổ tương rồi. Gì ông lại còn nhớ lạc rang độ phẩm giờ đây nữa rồi. Tôi bảo là tình yêu hổ tương, à. hổ tương tức là tình yêu tương hỗ, tức là tình yêu qua lại giữa đôi bên. À hổ tương, ừ. hiểu rồi. Và cái theo cái nghĩa này á thì Đức Thánh Cha nói rằng là ta có thể đón nhận những cái đề nghị của một số bậc thầy của Đông phương ừ. thúc đẩy chúng ta hãy mở rộng ý thức để chúng ta không bị giam hãm bởi một số kinh nghiệm rất giới hạn, những kinh nghiệm rất nghèo nàn ừ. mà khiến tầm nhìn của chúng ta bị khép lại. Ừ. À mà nói đến cái này là tôi nghĩ đến những cái con ngựa này, ngựa là họ phải che cái mắt lại, à, à. đó để chỉ có nhìn về phía trước thôi, không có biết nhìn xung quanh. À, che hai bên, rồi à, đúng rồi. Ừ, cái tầm đúng. nhìn nó bị hạn chế. Và tại sao? Chỉ biết đi đường mình thôi, không ừ. có biết quan tâm với hàng xóm, nhìn cái đứa bên cạnh. À. Anh ra là người ta mới bảo là ngựa quen đường cũ. thì có biết sao người quen đường cũ không? Là sao? Nó, nó che hai mắt lại nó biết có mỗi đường thôi, lấy ra đường mới mà không quen. <laughs> thôi mà nói chung tào lao bí đau nãy giờ rồi bây giờ mình sẽ tóm lại câu cuối cùng Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự mở rộng ý thức này không phủ nhận hay tiêu diệt lòng ham muốn, cho bằng là gì? Cho bằng là mở rộng lòng ham muốn và hoàn thiện nó. Rồi, hết số 149 và tôi thấy là để kết lại cái số này ạ chỉ cần lấy câu hứa trong lễ cưới là ok luôn và thậm chí là cho cả kỳ này luôn. Ủa tay giữ ta thuộc luôn cả câu hứa trong lễ cưới cứ cưới nào đâu mà biết không? Mà cậu còn nhớ không đây này hứa giữ lòng trung thủy với anh ừ. hay là với em ừ. khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan ừ. khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu ừ. để làm sao? cho cậu đọc vế còn lại ông nói sai rồi lúc yếu đau với lúc đau yếu hồi nào tưởng tôi không thuộc à rồi câu vế còn lại là để yêu thương và tôn trọng anh hoặc là em mọi ngày suốt đời anh em suốt đời anh hoặc là em à. vâng nói chung là một cái tình cảm son sắc là một tình cảm sắc son nhưng mà đấy mới chỉ là kết một thôi còn kết hai nữa nè chúa ơi một bước đi sai vạn lối tắc đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi rồi chứ học thâm sâu thâm thúy sâu sắc quá, Ủa mà nó nghĩ là cái gì? Nghĩa là phải đạp bỏ đi những cái lạc thú lạc rang méo mó, phải không? À. Từ đó thì mới có thể có những lối đi của hạnh phúc ừ. là hưởng những cái niềm vui nho nhỏ hàng ngày. À. Vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau à, đó. Thì có nhau rồi rang lạc cùng với nhau. À. Vâng và với tiếng cười của đỉnh thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể kết thúc chương trình rồi và trước khi kết thúc thì chúng tôi xin được phép dứt lời. Và khi đã dứt lời thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin, Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.